trời heo. Hôm nay mình làm một cái video thử thách chính mình, đó là mình sẽ vẽ bằng chân. Và mục đích mình làm cái video này là mục đích để trải nghiệm chính mình. Và mình muốn cho bản thân mình có thể thấu cảm được, và những người xung quanh mình cũng như vậy. Những cái người mà người ta khiếm khuyết á, người ta không thể nào người ta vẽ được bằng tay bình thường chúng mình được. Và thực sự khi vẽ xong mình thấy vẽ bằng chân rất rất khó. Các bạn ơi, mình vừa làm xong một cái video thử thách vẽ bằng chân. Và đây là kết quả của mình nè. Đây là cái sự cố gắng hết cỡ của mình rồi đó. Cho đến lúc này á, Nhi thật sự rất là khâm phục những người mà người ta có thể vẽ được bằng chân á. Và người ta vẽ những bức tranh thật là đẹp, thật là tình cảm. Nhi rất rất là ngưỡng mộ họ, rất khâm phục họ. Và bây giờ Nhi cũng xin kết thúc video tại đây. Các bạn ơi, các bạn hãy ủng hộ kênh của Nhi bằng cách là cho Nhi một subscribe để Nhi đạt được ước mơ 1000 subscribe đầu tiên trong cuộc đời mình. Cảm ơn các bạn nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. À, khi nãy mình quên nói với các bạn là lý do tại sao mình lại dùng bút marker chứ không phải là các loại khác, ví dụ như là bút chì chẳng hạn. Tại vì mình cũng đã thử dùng chì rồi. Mình khi mình dùng cái này kẹp vào chân á, nó quá bé, cho nên mình phải cầu cứu tới marker. Vậy mà mình vẽ còn được đó các bạn, khó ghê luôn á. Còn một cái nữa là mình muốn thông báo với các bạn là cái trang fanpage Big Studio của mình đã đạt được hơn 10.000 like. Nhân tiện cơ hội này mình sẽ làm một cái mini game, có những phần quà nhỏ nhỏ thì các bạn tham gia may mắn. Còn nội dung thế nào thì các bạn hãy theo dõi trực tiếp trên fanpage các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể theo dõi trên kênh YouTube của mình. Mình sẽ thường xuyên đề cập tới vấn đề này. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình trong những ngày qua. Xin chào.